bánh chạm đúng không? Rồi chiếc phía bên cọc viên coi. Bánh chạm luôn. Vậy là giờ nó đang có một con chạm ở phía trong cái đám lông côn đấy. Nó chỉ có chạm tủ thôi. Nghe tiếng nhảy gì tạch một cái nhảy rất là. Rồi bây giờ sao? Giờ một là sử dụng phương pháp giò nóng. Hai là sử dụng kích xung. Kích xung đi tới ngay. Này thì rõ lẻ. Cắm ở phía sau cái bộ cấp nguồn này. Bùm. Tắt cái bộ cấp nguồn đi. Tắt đi. Rồi quay cái clip ra xong. Cẩn thận nha, đừng có để cho hai dây chạm nha. Rồi. Mày báo hơi nhiều đấy. Rồi. Âm vào đây. Đấy, mát và mát, còn cái đó chích vào chỗ cọc pin đi. Tại vì dòng nó chỉ có một cái mấy vô thôi mà. Coi có hiện tượng gì không? Con nào xịt khói? Đây là... Đúng không? Chích vào. Chích cho xịt khói lên luôn. Rồi, nóng. Gà cha đó, nó chạm mà. Đấy, nó sôi lên đúng không? Vâng. Vậy là cái con tủ này nó đang bị chạm đấy. Như bong cả viêm lên đấy là. Rồi ok, bốc ra. Rồi tiếp tục test đây luôn. Từ từ. Test bên cái cực nguồn ở. Đừng có đưa vào cái cực pin. Chích vào cái chỗ mát này cho nó ăn mát lớn này. Rồi chích vào. Chích vào coi có con nào xịt không? Quan sát rồi. Không có rồi. Khét đấy. Thì nó có mùi khét mà. Tủ rùa, tủ nó bị nướng. Ê, rút điện ra nha. Rút điện cái máy này ra. Không là nó phụt cái là vũ trụ luôn á. Ừ. Rồi, bóc cái con cháy ra đi. Bóc, dùng mỏ hàn bóc cho nhanh. Hò đến bao giờ. Rồi, lấy ra chưa? Rồi, ok. Nó đen kệ nó. Xinh đấy, lấy cái vệ sinh. Rồi. Đưa đồng hồ qua đo thử xem coi nó còn bị chạm không. Đây. Hết chạm đúng không? Bên anh đo là nó chạm. Em đo vào cái cực pin đấy. Em chích vào cái cực pin ấy, nãy nó chạm ở cực pin mà đúng không? Đổi chiều. Hết chạm đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục đo lại cái chỗ cái cực in vào coi. Cái nguồn in vào à, có chạm không? Không đúng không? Rồi bây giờ bật máy cấp nguồn lên. Cấp điện áp 19V vào. Test. Rồi vặn lên đi. 19 thôi. Rồi ok, dừng. Đen thì vào mát. Cứ nhớ đen vào mát. Rồi cái còn lại kẹp vào chỗ cái đường cấp nguồn này. Cứ bình tĩnh mà làm. Thử xem có chạm không? Không đúng không? Đây, chạm không? Không chạm. Hết chạm rồi. Đúng không? Hết chạm. Rồi ok. Bây giờ đóng ngược. Bây giờ đóng test trước cái con này trước này. Test cái khu này trước đi. Tại khu này lúc nãy ban đầu là nó bị chạm đúng không? Rồi đóng vào. Đấy, xử lý từ từ. Cái lỗi này là do sử dụng cục nguồn sai này, không đúng cục nguồn của hãng này. Nó mới gây chạm chập như thế này. Đóng IC cho chuẩn mà. Rồi. Test thử. Chạm không? Không. Không chạm đúng không? Ừ. Rồi bây giờ kẹp thẳng vào đây đi, đo áp ra. Đo áp ra coi được bao nhiêu vôn. Từ từ, xí, lấy cái đồng hồ xuống đây cái đã. Lấy cái đồng hồ bật về thang đo vôn. Rồi đo thử xem. Áp ra bao nhiêu? 47 đúng không? Vâng. Đấy đúng không? Đây ngay đầu của dây này. Áp này là nuôi cho IC sạc đúng không? Vậy là IC nó không lỗi đúng không? Rồi bây giờ đóng bên kia vào luôn. Con kia sống rồi. Làm gì vậy? Đúng rồi, cấp cái đó vào đấy có phải tiện không? Đồ cho nó nhanh. Đúng rồi. Rồi que chọc vào kia đi. Chọc vào đây đi. Rồi đấy có 3V 3 kìa.
thấy không? Đấy, 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 3.3 này, đấy. Tại vì nó không có được kích nguồn nên là nó này như vậy xích. Đấy. Bây giờ mình đóng IC mà mình đóng IC đấy. Đấy, ráp quẩn dây vào là lên nguồn thôi, có gì đâu mà. Vậy là xong, xử lý có nguồn xong. Ráp tụ vào đó chưa? Ráp rồi đúng không? Ừ. Rồi. Gắn hết mấy cái quẩn dây lại. Đấy, trước khi mà làm nguồn đó là phải cách ly hết tất cả module blue, những cái con mà nó sử dụng nguồn thứ cấp tháo hết. Lỡ may mà cái nguồn hạ kia nó có chạm thì nó không chết. Chứ nếu mà lúc nãy mà nó lên 4.2V thì em nghĩ sao? Cái con này đứt đúng không? Đứt chắc luôn. Không chết. Con blue thì nổ rồi. Con blue chết chắc luôn. Điện áp nó xông lên, mà ví dụ như em mà cắm cái điện 19V là nó đập 19V là con này đứt liền. Nên bởi vậy là phải cách ly nó ra. Trước khi mà làm nguồn xong xuôi, test nguồn ok là bắt đầu mình mới cho phép con này chạy. Nó sẽ rất là an toàn và nó không gây lan bệnh ra, chứ không là chết cả lũ luôn. Không mà những